Rồi, sao về? Về quay lại không? Quay lại chứ. Giải quyết vụ gì? Đồ đang gây lộn đó hả? Đó, cho nhỏ nó ngủ. Là nhiệm vụ á. Theo bố dạy, theo ba dạy hả? Ừ. Về dữ rồi. Thôi về cho con ngủ, quay lại sau. Mồi mê rất là bèo. Chả Minh Châu. Châu ngon, bèo gì? Mì châu cường. Sao hành. Sao hành muối bột ngọt. Nước tương không ớt. Rượu quang Đà Lạt. Bạn nốt ngon về đây. Là Poland phát quốc à? Dạ. Địa điểm hai tẹp bờ cơ bờ này chủ sĩ nè nhậu ké nè hôm nay lễ đường vắng vẻ quá hai giờ tè hai chiếc luôn quay hết mình cứ đang dụ vợ vô Mỹ Phước ở mà vợ nó kêu mình coi nhỏ.